Tôi là Trương Thị Hoa, vâng. Kim Lan. Năm nay tôi 63 tuổi rồi. Vâng. Để răng ê buốt nhức, không nhai được. Để đến nha khoa này thì nhờ bác sĩ tư vấn. Bác sĩ tư vấn là ở trong răng là nó có cái nướu răng ở dưới à? À vâng. Bây giờ phải nang răng. Nang à? Vâng. Có nang. Xong rồi là bây giờ phải phải nhổ răng đi và cái một chiếc răng nhân tạo mới vào rồi. Đấy đúng không ạ? Nhức quá, không ăn được. Nên ở đây từ vì là Cường học cùng với con thì cô không, bây giờ không thấy gì cả, bình thường thôi. Tôi đời nhắn gửi với tất cả nhân viên bác sĩ ở đây là cảm ơn. Mọi người rất là nhiệt tình, nhẹ nhàng, chu đáo. Vâng ạ. Thì cũng nhắn mọi người là nếu có tình trạng đau nhức thì cứ đến thẳng cái nha khoa rất vô cường để các bác sĩ thăm khám cho rồi có phương hướng điều trị.